đang trả hàng ngàn đô la Mỹ để được đăng ảnh lên trang này. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ ứng dụng e -amric có mặt trên kho ứng dụng iOS một vài năm trước, có giá bán 1.000 đô la Mỹ và chỉ hiện hình một viên kim cương màn hình. Vô dụng đến như vậy, nhưng ứng dụng này vẫn có đến 8 người mua để thể hiện độ giàu của bản thân. Và đến giờ lại có một cách khác để họ có thể làm điều này. Mang tên Golden Price Tag, trang web này cho phép người dùng gửi một bức hình của mình để được đăng lên trang Instagram của họ. Xong quá trình này không miễn phí mà người dùng sẽ phải trả một số tiền nào đó cao hơn 1.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 23 triệu đồng. Lượng tiền mà người dùng trả sẽ được hiện bên dưới bức hình chụp để mọi người có thể thấy được. Hiện đã có 4 người trả tiền để có được đặc quyền đăng ảnh lên trang Golden Price Tag, với số tiền cộng lại lên tới 7.500 đô la Mỹ. Hiện trang Instagram của họ đã thu hút được 3.500 người theo dõi. Có lẽ là những người hiếu kỳ muốn xem ai thừa tiền để đăng ảnh lên đây. Ứng dụng iAmRich e trước đây không tồn tại lâu vì chỉ một thời gian ngắn đã bị apple xóa sổ khỏi kho ứng dụng của mình không rõ ràng golden price stack có chịu chung số phận trên instagram hay không vì không ai biết được cách hoạt động của họ có vi phạm bất kỳ luật nào trên mạng xã hội này không những người bình thường như tôi với bạn có lẽ chỉ có thể nhắc nhau không nên dạy nhà giàu cách tiêu tiền